Thì sau khi mà đã tạo được cái USB sao lưu Windows cho cái laptop rồi á, đây, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình mở cái máy này ra và mình sẽ thay cái ổ cứng khác cho nó và mình sẽ bung cái bản sao lưu Windows này lên xem là nó còn chạy được hay không nha. Và các bạn nhớ đó là nếu như các bạn tạo cái bản sao lưu Windows của cái máy nào thì các bạn chỉ bung cho cái máy đó thôi, các bạn không được bung cho máy khác nha. Bung cho máy khác là nó sẽ bị lỗi và nó không chạy được đâu. Rồi, thì mình đã tạo cái USB sao lưu Windows bản quyền từ cái máy này. Có nghĩa là cái máy này mình mua về á là nó là có Windows bản quyền, Windows 10 bản quyền. Và bây giờ mình tạo một cái bản sao lưu lên đây. Bây giờ mình thay cổ cứng khác và mình bung cái bản sao lưu từ cái USB này vào cổ cứng mới đó xem nó chạy được hay không nha. Rồi. Thì để thay ổ cứng á, bây giờ mình sẽ mở ra nè. Cái máy này của mình là máy mới tinh, chưa có mở bao giờ. Đây, sẽ mở lật máy lên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cục pin ra trước nha. Các bạn nhớ là phải mở pin ra trước. Lấy cục pin ra. Ha, cục pin ra, cho chắc ăn. Rồi, sau đó đó là các bạn phải mở máy lên. Và các bạn nhấn nút nguồn khoảng cỡ 5 giây để cho nó xả hết điện ra. Nhớ nha. Nhớ phải bật lên khoảng 5 giây cho nó xả hết điện ra. Những cái điện còn dư trong máy đó thôi là nó dễ bị hư linh kiện lắm. Rồi tiếp theo, ta sẽ mở cái nắp lưng ra. Thì tùy theo máy mà nó sẽ có những cách mở khác nhau. Thì máy này ở đây của mình ấy, mình chỉ cần mở cái nắp lưng này ra thôi. Mở cái nắp lưng ra ha. Ở chỗ này có một con tem nè, con tem chưa mở bao giờ thì mở luôn. Đó. Hy sinh mở cái máy luôn, cậy tem luôn, hết bảo hành luôn, làm video cho các bạn xem. Rồi bỏ ra. Đó, các bạn thấy này, đây là cái ổ cứng của mình này. Ổ cứng thì gỡ ra đơn giản thôi, nó chỉ có 4 con ốc đây thôi, gỡ ra là xong. Ốc này các bạn để gọn vô nha, thôi mất là lát nó không có ốc gắn vô đâu. Rồi, bốn con ốc nhỏ nhắn xinh xinh. Gỡ ra để gọn vô. Rồi bây giờ tiến hành là gỡ cái ổ cứng này ra. Ổ cứng này các bạn chỉ cần nhấc này ra này. Nó có người ta hay làm những cái miếng nhựa bên này để cho chúng ta cầm á, này, cầm này, rút ra thôi. Đó, rút ra. Đó là mình đã gỡ được cái ổ cứng ra rồi. Đây là ổ cứng zin của máy ha. Ổ cứng 500G zin của máy. Rồi bây giờ bỏ riêng ra. Bây giờ mình sẽ thử thay một cái ổ SD vô. Và mình sẽ phải gỡ cái khay này ra này. Gỡ cái khay này ra để mình lấy cái khay này mình gắn qua. Chứ không thôi nó sẽ không gắn vào trong máy được. Đấy, ta sẽ gỡ cái khay này của nó ra. Đây, gỡ khay ra đơn giản thôi. Cái video này nó hơi dài nhưng mà các bạn chịu khó xem nha. Đừng có tua khúc nào hết á, tua làm mà không làm được lúc đó lỗi máy đáng chịu á. Đó như này. Rồi, lấy ổ cứng ra. Đẩy ổ cứng ra thôi ha. Đó. Chúng ta coi cái ổ cứng cũ nó gắn như nào thì chúng ta gắn cái ổ cứng mới vô như vậy để cho nó đúng theo chiều của nó không bị ngược. À, rồi, ok. Bây giờ gắn cái ổ SD vô. Đấy. Thì thôi, mình tạm thời không bắt ốc đi. Xem là nó có chạy ok không đã nha. Tạm thời để mấy con ốc này. Thôi, bắt cho luôn đi. Bắt cho luôn đi cho nó chắc, cho nó khỏi bị lọc sọc.
Đây cũng là cách mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cách mà thay ổ cứng đó. Nó đơn giản như vậy thôi, thay ổ cứng nó cũng đơn giản như vậy thôi, đâu có gì đâu. Rồi sau khi mà xong ha, gắn vô ngon lành hết rồi. Rồi giờ gắn vô máy thôi. Đây, gắn cho nó đúng như cũ thôi, đẩy vô. Đó, đẩy vô vậy thôi là xong. Ngon lành, đơn giản. Đó, bắt bốn ốc cũ vô. Bắt vô đây lại. Đây là RAM hả các bạn ha? Hai khe RAM nè. Rất đơn giản ha. Quá đơn giản luôn. Gỡ ra, gắn vô, cài Windows, chạy phà phà. Các bạn có laptop mà các bạn bị lỗi ổ cứng hay gì thì các bạn cứ xem video và các bạn làm theo thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Rồi, sau khi xong thì đóng cái nắp kia lại. Đóng cái nắp này lại thôi. À, các bạn nhìn này, cái nắp này nó có những cái khớp này nè. À, các bạn gắn thì chúng ta sẽ gắn vô cái khớp vào đây nè. Cẩn thận ha, không nó gãy khớp là coi như là gắn nó không chặt được nữa đâu. Những cái máy đời mới đa số là nó gắn bằng khớp không à, chứ nó không có gắn ốc nhiều. Cho nên chúng ta tháo rồi bắt lại là phải để đúng khớp nó vô. Sau đó bạn vắt bắt ốc được. Bắt ốc vô. Rồi, sau khi xong thì chúng ta sẽ gắn pin vô. Gắn pin vô hoặc là khỏi gắn pin cũng được, cắm dây sạc trực tiếp luôn ha, cắm dây sạc trực tiếp. Rồi mình sẽ cắm cái dây sạc trực tiếp vô để mình test thử nha. À, cắm dây sạc trực tiếp vô. Bây giờ mình sẽ mở máy lên và mình vào BIOS thử coi xem là nó có nhận được ổ cứng không nha. Đây, nhấn nút nguồn, mở máy lên. Đấy, cho các bạn xem. Rồi, ấn F2 vô BIOS này. Này chắc F10 rồi. F2, đây F2. Rồi bây giờ mình sẽ vô BIOS ha. Đây, qua cái phần mà App Menu này. Boot Menu. HDD này bạn này, nhìn này, nó đã nhận cho mình cái ổ HDD này, là ổ Plexter này. Đấy, 128 GB ha. Đấy, nó nhận đây rồi. Bây giờ thì có thể là chúng ta sẽ vào trong BIOS để mình coi coi. Flash screen PCI LAN. Mình sẽ cắm cái USB này, USB sau lưu Windows này vào và mình sẽ khởi động máy lại thử đó nha. Xem nó có boot được cái USB này không. Rồi, sẽ khởi động máy lại. Control Internet Delete. Khởi động máy lại. Rồi, nhấn F12 liên tục, gọi cái boot menu lên.
Đó, nó đang gọi cái boot menu lên đó. Đây, đây là cái boot menu ha. Đấy. Thì các bạn nhìn này, trong boot menu nó có một mà setup. Đó, thì mình sẽ vào một setup này để vào trong BIOS này. Đấy, bạn nhìn này ha. Vào trong BIOS ngon lành ha. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử nha. Xem cái ổ cứng nó nằm chỗ nào nào. À, đâu rồi, đâu rồi. Chưa thấy cái gì cả. Man, chưa thấy cái gì. Rồi, qua cái bên config Dev Security. Start up. Ở trong này nó không có hiển thị cái thông tin của ổ cứng. Cái mainboard này của mình nó không có hiển thị cái thông tin của ổ cứng ở trong BIOS. Thôi không cần. Mình thoát ra ngoài luôn. F10 thoát ra. Rồi. Mình sẽ vào cái boot menu lại. Ấn F12 vào cái boot menu lại. Nó tùy loại máy nha các bạn nhé. Tùy loại máy mà chúng ta sẽ xử lý những cách xử lý khác nhau. Chứ không phải là máy nào cũng làm như nhau. Rồi. Mình sẽ chọn qua cái USB này. Qua USB này. Để mình sẽ bật cái tính năng recovery cái bản Windows sao lưu ấy. Enter nó cái đi. Xem nó có chạy cái USB không nha. Chúng ta chờ chút xíu để xem nó có boot cái USB lên hay không. Đó, nó đang boot cái USB lên đây các bạn, nó đang chạy cái Windows kìa. Đó, thấy cái giao diện này là biết đang chạy Windows. Đó, rồi bây giờ chúng ta cứ việc là bung ra thôi ha, giống video cũ lúc trước mình làm đó. Chọn US này, rồi chúng ta sẽ chọn là troubleshoot này, đấy, rồi chọn recover from a drive, đó, chọn rồi. Đây, đó cứ thế làm thôi. À, nó ghi là có hai lựa chọn này. Lựa chọn thứ nhất là xóa đi những cái file của chúng ta. Mình chọn full clean luôn, cho nó làm mới từ đầu luôn. Tại mình ổ cứng mới mà đâu lo đâu. Full clean. Rồi, để cho nó bung ra. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Rồi, tới chỗ này nó kêu chúng ta chọn này. Kêu chúng ta là phải chắc chắn là đã cắm sạc rồi ha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ấn recover. Ấn này, cái nút này là nút recover ha. Có nghĩa là sẽ bung cái window ra đấy. Mình nhấn vào đây cho nó recover lại. Đấy bạn nhìn kìa, nó ghi reset PC. Đó. Thì bây giờ cái việc còn lại là chúng ta cứ ngồi chờ ha, ngồi chờ đến khi mà nó bung xong cái window từ cái USB này lên trên cái ổ cứng mới chúng ta là chúng ta có thể sử dụng được rồi ha, sử dụng được cái Windows từ ổ cứng mới mà nó là Windows bản quyền ha, chúng ta không có bị mất bản quyền đâu. Còn nếu như mà các bạn không làm cách này á thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái phương pháp là God ha, God máy, nhưng mà cái phương pháp mà God ấy nó nhanh nhưng mà nó lại không được ổn định, do là God ấy, nó sử dụng cái phần mềm God ấy, nó qua cái tính năng này, nó qua tính năng mà nó backup ấy thì nó không có còn giữ nguyên cái tính năng mà Windows bản quyền mà được ổn định như lúc ban đầu ha. Thường là chúng ta gót nó không được ổn định như là chúng ta cài, còn chúng ta làm cái cách này á nó giống như là chúng ta cài Win mới lại hoàn toàn nhưng mà nó là Win bản quyền nha, chúng ta không cần phải đi mua cái CD key bản quyền nữa, bởi vì là người lúc mà cái máy chúng ta mua từ nhà sản xuất đó là người ta đã cài cái bản quyền lên đây rồi, chúng ta chỉ việc là bung ra thôi. Đó, làm như này chúng ta sẽ giữ được cái Windows bản quyền ha, rất là tiện lợi, ngon lành. Còn nếu như mà các bạn mà cài mới hoàn toàn từ cái bản Windows mới của các bạn download trên mạng về ấy, thì các bạn cài vào, các bạn phải nhập, các bạn phải có cái số CD key bản quyền, các bạn mua, các bạn nhập vào thì các bạn mới có được cái Win bản quyền. Còn nếu như các bạn không có cái số CD key bản quyền, các bạn chỉ cài một cách bình thường ấy, thì các bạn phải sử dụng WinRAR. Lúc đó cái máy của các bạn nó không còn cái Windows bản quyền nữa. À. Rồi bây giờ cứ để cho nó chạy thôi các bạn.
cứ để cho nó chạy, đến khi nào nó chạy xong thì chúng ta sẽ sử dụng. Thì mình sẽ cứ để cho nó chạy ha, vứt máy đây đi làm chuyện khác, đến khi nào nó chạy xong thì chúng ta lấy, chúng ta xài thôi. Thì với những cái việc làm như thế này, mình khuyên các bạn là nên làm vào cái lúc mà ban đêm á, các bạn chuẩn bị đi ngủ á, thì các bạn sẽ làm ha, các bạn làm và các bạn để máy đó, các bạn đi ngủ, sáng mai tỉnh dậy là xong, có máy xài. Còn ban ngày thì nếu như rảnh thì làm, còn nếu không rảnh thì đừng nên làm, bởi vì làm nó sẽ rất là mất thời gian của bạn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để máy để cho nó chạy nha, tí nó xong mình sẽ chia sẻ tiếp. Rồi thì sau khi mà nó chạy xong nó sẽ khởi động máy lại ha. À, chúng ta xem nó có vào Windows được không nha. Đấy. Thì do là cái máy của mình nó đang chạy theo cái chế độ là UEFI đó, cho nên là nó sẽ bắt mình cái lỗi như thế này. Ấn F9 để confirm ha. Escape để reject, rồi mình ấn F9 thử ra. Do là cái ổ cứng này của mình là ổ cứng máy tính, mình chưa có phân vùng hay là chưa có làm gì hết à, cho nên là nó sẽ bung cái bản recovery thẳng lên cái ổ này của mình luôn đó. Bây giờ nó bắt đầu là nó chạy cái tính năng gọi là cài đặt lên này các bạn. Sau khi mà nó recovery xong, nó sẽ chạy cái tính năng cài đặt lên. Nó chạy giống như là chúng ta đang cài Windows vậy đó. Thì làm cái này thì nó hơi mất thời gian ha các bạn ha, hơi mất thời gian, hơi cực. Nhưng mà bù lại thì chúng ta giữ được cái bản quyền của Windows. Chúng ta sử dụng Windows bản quyền ha, không phải sử dụng Windows rắc. Đó. Cứ để cho nó chạy thôi, khi nào chạy xong rồi chúng ta tiếp tục xài. Rồi nó chạy đến đây là chắc là nó gần xong rồi này các bạn. Đó. Nó vô win rồi các bạn. Giờ chúng ta làm một số cái thủ tục của nó thôi ha. Rồi, tắt cái này. Chúng ta sẽ làm một số cái thủ tục yêu cầu của nó là ok. Chờ cho nó chạy hết cái đoạn này đã. Ta sẽ làm một số thủ tục của nó là máy tính chúng ta sẽ vào được Windows ha. Đó. Ok rồi này. Rồi.
Chọn ngôn ngữ ha. Rồi, ZD. Bàn phím nè, tiếng Anh. Rồi, skip này luôn. Network, cái này mình skip đi. Là kết nối sau. Rồi, cái này mình accept nó nha. Rồi, nó kêu mình tạo cái account nè. Mình phải đánh account vô thôi. Đấy, account gì cũng được. Rồi, password cho nó đánh lại vô đi. Rồi, kêu setup vân tay, bỏ luôn. Khỏi vân tay, vân chân gì hết. Rồi. Bỏ quota đi. Rồi, accept luôn. Rồi, bắt làm ba cái này nữa. Bỏ bước này đi ha, bỏ bước này đi. Location với ba cái này chúng ta bỏ hết đi, đỡ mất công. Nó lằng nhằng quá. Mấy cái này chúng ta sẽ cài đặt sau nên chúng ta sẽ bỏ hết đi. Rồi, accept. Vẫn bắt cài đặt. Lenovo ID, cái này là của hãng sản xuất người ta yêu cầu chúng ta thôi. Mình coi. Rồi mình sẽ đặt tên cho nó ha. Rồi bấm next đi. Rồi next luôn. Rồi gần ok rồi các bạn, sắp sửa vào Windows rồi đó. Nếu như mà làm cách này thành công thì chúng ta sẽ cứ sử dụng cái USB recovery này để chúng ta sử dụng mỗi khi chúng ta thay ổ cứng thì chúng ta sẽ vẫn giữ được cái Windows bản quyền ha các bạn ha. Đó, đã gần vô rồi đó. Còn chạy một số thứ nó sẽ vào được Windows rồi. Đó. Thì với cách làm này á, các bạn có thể là cất cái USB này đi để mỗi khi mà các bạn có nhu cầu muốn thay ổ cứng á, mà muốn giữ được cái Windows bản quyền của cái máy thì các bạn sẽ dùng cái USB này để các bạn bung ra. Còn không thì trước khi mà các bạn thay ổ cứng á, thì các bạn sẽ tạo lại cái USB recovery này. Sau đó các bạn sẽ thay ổ cứng mới vào và các bạn bung ra là ok. Ha. Nó hơi mất thời gian chút xíu nhưng các bạn sẽ được sử dụng Windows bản quyền. Còn nếu như các bạn lười làm cách này thì các bạn sẽ không được sử dụng Windows bản quyền ha. Chờ nó chạy chút xíu nữa là nó vô được Windows rồi. Thì cách làm này các bạn chỉ sử dụng trên Windows 10 thôi nhé các bạn nhé. Windows 10 mới có tính năng này để các bạn sử dụng thôi. Còn những cái Windows khác thì các bạn phải làm cách khác. Đó, let's start the door. Đó, ok rồi các bạn. Ok rồi. Thì đây là cái giao diện gốc của cái máy của mình. Cái máy của mình là Lenovo ThinkPad. Thì đây là cái giao diện gốc của cái máy của mình. Đó, nó trở về giao diện gốc luôn. Đó. Cho các bạn coi ha. Ok, ngon lành ngay. Đó. Đây, các bạn nhìn đây. OSD của mình. Đây. Cài vô xong xuôi hết. Nó chiếm Windows chiếm hết bao nhiêu đây, chiếm hết của mình hết 30 GB các bạn, do là cái bộ cài của hãng Lenovo á, nó khá là nặng, nó có một số cái phần mềm riêng của Lenovo cho nên nó khá là nặng, chứ còn Windows thì chỉ tốn hết 10 GB thôi các bạn, chứ nó không có tốn hết nhiều vậy đâu. Đây là cái ổ USB mình này, recovery này đó. Rồi kiểm tra lại cái ổ cứng này coi xem nó chuyển qua cái chuẩn UEFI chưa nha. Hardware này. Đây, mình có thể kiểm tra ở đây. Manage. Rồi, Disk Management này. Rồi, ok rồi các bạn.
nó đã đầy đủ cho mình hết rồi, nó đã dùng cho mình là thành ổ UEFI rồi bạn. Đó, property lên rồi, thì đơn giản là như vậy thôi. Vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn cách mà giúp cho các bạn có thể là bung được cái Windows bản quyền cũ của máy lên trên một ổ cứng mới ha, giúp các bạn sử dụng được Windows bản quyền. Thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.